Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu các bạn đến cái bộ phụ tùng xe điện 4 bánh càng chữ A. Lốp địa hình rất là đẹp. So với những cái bộ ATV thì bộ này khá là rẻ, đầy đủ điện đóm và phụ tùng. Giá chỉ có 7 triệu 2, 7 triệu 3 thôi. Khi các bạn mua một bộ ATV bình thường chưa có điện đóm động cơ gì thì giá nó đã gần 5 triệu rồi. Bộ này vừa có cả cầu vi sai, lại phanh dầu, phanh đĩa, phanh hai bánh luôn các bạn nhé. Rất là đẹp. Hệ thống lái và càng trước chữ A này. Bánh xe gai địa hình này. Đấy. Bản lốp béo rất là đẹp. Giảm xóc cũng có luôn này. Các bạn sử dụng cái bộ làm xe này thì đối với cái xe gọi là 1-2 người chơi là quá tuyệt vời luôn. Vô lăng này. Vô lăng đường kính là 30cm. Đấy, tay đảo chiều này như ô tô luôn. Chân ga này. Làm máy xăng thì nó rất là phức tạp, nhưng mà nó có cái hay của máy xăng, đó là cái tiếng nổ của nó thì rất là khoái, nhưng mà làm máy điện thì cho ta cái cảm giác đi nó không ồn ào, êm ái và nó rất là dễ làm. Các bạn làm xe điện thì cực kỳ dễ thôi, cứ gác cái khung lên là xong, không cần phải gia công phần cần số, phần truyền động hay là gắn máy ở đâu. Xe điện thì nó nhàn hơn ở xe máy xăng ở cái chỗ đó. Đối với cái bộ này thì có thể làm một cái xe 1m, dài khoảng 2m2 đến 2m5 là rất là đẹp. Điều khiển này, nếu các bạn có nhu cầu hơn thì có thể mua cái động cơ 800W, 1000W, 1500W đều được. Phanh đĩa rất là chất này. Đấy. Đường kính bánh này là 35cm là cũng tương đối phù hợp với cái bộ này rồi. Các bạn có thể nâng cấp cái nhu cầu của mình lên cái bánh trừ 7. Giá nó chỉ nhỉnh hơn cái bánh này mấy trăm thôi. Khoảng 800, nói chung là nếu mà lấy bánh trừ 7 thì giá của bộ này là khoảng 8 triệu. Tốc độ của bộ này thì nó rơi vào khoảng xấp xỉ 30 km/h. Và chỉ cần với một bộ acquy nhỏ thôi là có thể chạy được. Nó sử dụng 4 chiếc acquy. Đây, đây là chân phanh dầu này. Chân phanh dầu rất là dễ gắn này. Gắn bản lề vào đây, đạp là được. Còn bên kia là chân ga. Chân ga này có thể gắn ở bất kỳ vị trí nào trên cái sàn ô tô. Làm cái xe điện thì nó nhàn hơn xe xăng ở cái chỗ đó. Xe xăng thì phải bố trí dây dợ. Xe điện thì cứ thích kéo đi đâu thì kéo thôi. Đây là hệ thống lái vô lăng này. Bộ này cũng coi như là một bộ cơ bản rồi. Đấy. Ngoài ra thì có một loại cầu ngắn hơn nữa. Chỉ khoảng 80cm thôi. Thì các bạn làm những cái xe cỡ nhỏ nhỏ thì rất là đẹp. Và 6-70cm cũng có. Xe cá nhân sử dụng. Đấy là những cái chia sẻ của mình cho các bạn lựa chọn đồ. Còn việc đóng khung bộ xe này thì quá là đơn giản rồi. Đấy. Các bạn có thể sử dụng nhíp hay sử dụng hệ thống treo sau đều được hết. Đấy, cái cầu này là cầu sử dụng 3 ốc vặn vào bánh xe. Đấy, 3 ốc của nó đây. 1 này, 2 này, 3 này, 3 ốc này. 3 ốc này là 3 ốc tiêu chuẩn, nó có thể sử dụng 3 ốc này cho đến vành 8 inch.
chữ 6, chữ 7 và chữ 8 là đều sử dụng được cái vành ba ốc giống nhau. Riêng đối với cái loại chữ 5 thì ba cái tim ốc này lại phải thay lại. Thì các bạn cần thích bánh chữ 5 thì mình lại có loại Meyer chữ 5 riêng để cho các bạn lựa chọn. Điều khiển có tích hợp tiến lùi sẵn rồi. Có số mo nữa. Rất là đẹp và dễ làm. Với một những thợ chuyên nghiệp thì một bộ khung có thể làm trong vòng một ngày, có thể xong một bộ khung cơ bản. Còn các bạn mới làm thì chỉ cần mất độ khoảng vài ngày, trong vòng một tuần là có thể hoàn thiện một cái xe. Đam mê thì đam mê, nhưng để làm một con xe mà mất quá nhiều thời gian thì nhiều khi cũng lản. Thì thay vì đó thì làm kết cấu thì theo như mình nghĩ là một cái xe điện là rẻ hơn rất nhiều. Rẻ hơn thì cũng không hẳn, nhưng mà dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu mà tính cả công làm các bạn vào nữa thì chắc chắn là rẻ hơn làm máy xăng rồi. Làm máy xăng thì nó phức tạp hơn rất là nhiều. Bộ này thì hôm qua đã đăng rồi nhưng mà chưa lắp ráp hết. Hôm nay nên đăng đầy đủ hơn. Đấy, thước lái này. Và một số cái phụ kiện đi theo như là cái tai ôm này đều có này, chốt này đều có này, tai ôm thước lái cũng có này. Thước lái thì rất là đơn giản thôi, cứ bắt một đầu vào bên này, một đầu vào bên kia là xong. Còn hai cái tai ôm và cái này vào khung. Phần này là bắt lên ba con ốc trên vô lăng. Còn đây là cái cột lái từ dưới thước lái lên. Dài ngắn thì các bạn có thể thay đổi dễ thôi. Cái đoạn này thì có thể cắt ra hàn lại thì mình khung mình còn làm được, thì cái đoạn nối thì không phải là cái vấn đề gì khó khăn cả. Chân ga các bạn có thể lựa chọn 3-4 mẫu, bên mình đều có. Chân treo, chân sàn. Nhưng chân sàn thì nó dễ bố trí hơn, không phụ thuộc vào kết cấu của khung. Ngoài những cái phụ kiện này ra thì còn đèn đóm, đồng hồ thì các bạn có thể mua thêm. Nhưng theo mình nghĩ để làm một con xe thì không nên mua quá nhiều thứ. Mình cứ một bộ cơ bản như này là được rồi. Và sau này mình nâng cấp dần, có cái chơi là được rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đã lắng nghe những cái chia sẻ về phụ tùng và chọn đồ. Để liên hệ mua thì các bạn cứ gọi số điện thoại hoặc là nhắn tin Zalo. Bên mình có thông báo giá ngay từ đầu rồi đấy. Bộ này giá tầm 7 triệu 2 đến 7 triệu 3 thôi. Rất là đẹp. Rất là đẹp, bộ này rất là đẹp. Mình làm từ trước đến giờ nhưng mình rất là ưng ý bộ này. Vì nó có thể lắp được những cái bánh rất là đẹp. Dòng bánh ATV là một cái dòng bánh khá là đẹp, nó mang tính chất thể thao. Để kết hợp với bộ cầu V-Side nữa thì không còn điểm gì để chê cả. Thường thường thì anh em độ những cái trục cầu và trục cầu thẳng. Bên mình cũng có, giá thì nó rẻ hơn đôi chút đấy, nhưng mà nó lại không chạy, không thích. Nó chỉ phù hợp đi với đường bùn lầy, sân cỏ hoặc là bãi biển. Còn ta đi trên đường bê tông mà đi trục không vi xa thì những cái đôi bánh này chỉ hỏng trong vòng vài lần chơi thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu mà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và xem những cái video mới hơn. Thank you.